Ngày 12 tháng 9, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa cứu nạn nhân bị ngất xỉu ở tầng 3 trong căn nhà nhiều tầng ở chợ Cầu Muối, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 xuống đất an toàn. Trước đó, tối ngày 11 tháng 9, sau khi nhận tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã điều động xe cứu nạn cứu hộ, xe thang, cùng 12 cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường. Đồng thời, trung tâm cấp cứu 115 cũng được điều động để chờ cho nạn nhân thở oxy. Qua nắm tình hình, lực lượng xác định nạn nhân là nữ, sinh năm 1988. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận nạn nhân, nhưng do lối đi nhỏ nên không thể dùng cán cứu thương đưa xuống dưới. Lúc này, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dùng dụng cụ phá cửa sổ, đưa nạn nhân xuống bằng bộ dây cứu nạn cứu hộ trên cao. Sau đó, người phụ nữ được chuyển tới bệnh viện cấp cứu điều trị. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.